Vô hôm nay mình sẽ dẫn anh em một cái link case khá là đặc biệt của một bạn gửi cho mình ở trên Facebook, và nó được thực hiện bởi một nhân vật anime. Thì khi mà xem qua cái link case này thì mình thấy là nó mang một cái màu sắc khá là Nhật Bản. Tất nhiên là không phải đến từ nhân vật kia rồi, mà đến từ những cái chuyển động cũng như là những cái kỹ thuật được sử dụng trong cái link case này. Nó được các spinner Nhật sử dụng khá là nhiều, đặc biệt là cái đoạn như này và cái đoạn búng bút ở cuối. Thì thật đáng tiếc là mình sẽ không có đưa cái đoạn búng bút ở cuối vào, bởi vì mình không có làm ra được cái màu sắc giống như là ở trên cái video anime và cái kỹ thuật gốc đó ngoài đời. Khi mà thực hiện cái kỹ thuật đó thì thường người ta sẽ sử dụng một cái cây bút khá là nhẹ, và khi mà búng lên thì nó cái chuyển động nó sẽ rất là nhanh và nhìn nó dứt khoát rất là đẹp. Nhưng mà mình thì không có tạo được cái hiệu ứng đó, cho nên là cái nào mình biết thì mình sẽ hướng dẫn, mình không hướng dẫn bài bản cho các bạn được. Đầu tiên để làm được cái link case này, chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật, đó là flick. Flick nó sẽ trông như này. Đó. Đó, các bạn thì ai cũng đã biết cái kỹ thuật căn bản là camera reverse rồi. Đó, bạn nào mà tập cơ bản thì chắc là sẽ biết, bạn nào chưa biết thì mình cũng sẽ nói qua. Đó là trong cái bộ môn Weibo này chúng ta sẽ có 8 kỹ thuật căn bản, và camera reverse là một trong số đó. Thì nếu mà các bạn chưa biết thì các bạn phải lên các bạn học. Và flick thì nó sẽ như này. Đó. Tức là chúng ta sẽ không có đẩy cái bút như là camera reverse nữa, mà chúng ta sẽ dùng một cái lực búng. Chúng ta búng ra. Các bạn biết động tác thả tim thì chúng ta sẽ để như này. Đó, các bạn cứ để y như cái động tác thả tim, và chúng ta để cái tay cho nó ngang xuống như này, và chúng ta búng nó ra như này. Đó, búng nó ra. Búng nó ra. Và khi mà đưa cái bút vào thì búng nó ra nó sẽ như này. Đó. Khi mà búng nó ra rồi thì chúng ta sẽ hơi cong cái ngón cái lên để cho nó tạo ra một cái vùng lõm xuống ở đây để cho cái bút nó lăn qua. Nhưng mà các bạn cong lên như này thì ở đây nó sẽ có một cái cục xương, thì cái bút nó sẽ rất là khó để mà lăn qua được. Các bạn phải cong nó lên như này để cho nó có một cái vùng lõm ở đây để cho cái bút nó lăn qua được. Đó là kỹ thuật flick gốc. Còn trong cái link case này, khi mà búng ra thì các bạn sẽ để ngón cái và ngón trỏ cho nó song song với nhau như này, để nó tạo ra một cái mặt phẳng để cho cái bút nó có thể lăn lên được. Nó sẽ đi như này. Nó sẽ lăn lên như này. Đó. Nó sẽ lăn lên như này. Đó. Khi mà cây bút nó lăn được 1-2 vòng ở trên ngón trỏ và ngón cái, thì các bạn sẽ hơi nghiêng tay một xíu để cho nó lăn xuống dưới ngón giữa và ngón áp út như này. Đó, các bạn sẽ cong cái ngón cái lên để cho cái cây bút nó lăn vào cái vùng mềm mềm này ở ngón cái, và cái tốc độ của nó sẽ bị giảm. Và các bạn sẽ nhân cái lúc đó, các bạn sẽ hơi nghiêng tay một xíu để cho nó đưa cái đầu nó xuống dưới ngón giữa và ngón áp út như này. Đó, và các bạn lấy ngón giữa và ngón áp út kẹp lôi cái bút ra. Đó, như này. Đó, như này. Và khi cái bút nó đến đây rồi thì các bạn sẽ làm một cái kỹ thuật, đó là Twisted Sonic. Nó sẽ trông như này. Đó. Bình thường các bạn làm Sonic, các bạn sẽ cho nó lăn ở mặt ngoài của bàn tay như này. Đó. Lăn lên. Còn Twisted Sonic nó sẽ lăn ở mặt trong, nó sẽ lăn lên cái ngón giữa như này. Đó, lăn lên. Mình sẽ làm thật là chậm rãi để các bạn có thể hình dung được. Đó, lăn lên. Và khi mà lên đây rồi thì các bạn sẽ làm một cái kỹ thuật căn bản, rất là căn bản, đó chính là Finger Pass. Nó sẽ đi như này. Đó. Finger Pass nó đi như này. Bạn nào mà nghe kỹ thuật như là Sonic, Finger Pass, Thumbnail mà các bạn không biết nó là cái gì thì các bạn phải ngừng ngay. Các bạn về, các bạn tìm một cái playlist trong cái kênh của mình. Đó là hướng dẫn 8 kỹ thuật căn bản của anh Nico, các bạn học liền cho mình. Sau đó các bạn mới quay lại, các bạn học link case được. Đó, thì chúng ta sẽ làm Finger Pass, chúng ta sẽ đi xuống dưới đây như này. Đó. Và đi lên như này. Đó. Và là tiếp tục đi xuống. Nhưng lần này chúng ta chỉ đi xuống dưới ngón giữa và ngón áp út thôi. Và chúng ta lại Twisted Sonic lên. Đó. Và chúng ta sẽ luồn cái ngón cái xuống dưới cái cây bút như này. Ngón cái đang nằm ở ngoài, các bạn luồn xuống dưới cây bút như này. Và các bạn thả cái ngón giữa ra. Đó. Cho nó đưa cái bút ra ngón trỏ và ngón cái như này. Và các bạn lại đổ xuống. Đó. Các bạn đẩy cái bút xuống dưới đây như này. Và các bạn lại Finger Pass. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ Finger Pass thật là nhanh. Và chúng ta sẽ đưa cái ngón cái vào luôn để mà thực hiện một cái kỹ thuật, đó là Thumbnail. Đó, như này. Cái đoạn này nó khá là khó tại vì nó đi rất là nhanh. Đó. Đó. Các bạn phải tập luyện nhiều thì các bạn mới có thể điều khiển được cái đoạn này. Đi xuống đây như này. Và chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật, khi mà chúng ta Thumbnail qua, chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật, đó là Thumbnail Extended. Nó sẽ đi như này. Đó. Extend tức là chúng ta mở rộng ra. Thì Thumbnail bình thường là chúng ta sẽ chỉ cho cái bút nó ngừng ở đây thôi. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ cho nó đi thêm một đoạn nữa. Đó, đó là Extend. Đó. Đó, Thumbnail Extended. Và khi mà cái bút nó lăn qua đây rồi thì các bạn sẽ Thumb Spin cho mình. Đó, Thumb Spin.
chúng ta sẽ dùng cái ngón trỏ đây, chúng ta đẩy giống như thumb rail, nhưng mà chúng ta sẽ không có duỗi thẳng cái ngón cái ra như này, mà chúng ta để cho nó hơi ngang ngang với cái ngón trỏ, giống như là cái kỹ thuật flick khi nãy, nhưng mà cái chiều nó sẽ đi ngược lại, nó sẽ đi như này. Đó, nó sẽ đi lên đây như này. Đó. Chúng ta thumb spin cho nó quay một hai vòng gì đó và chụp lại. Đó. Thumb spin. Đó, chụp lại. Mình sẽ làm lại toàn bộ cái linkage cho bạn xem. Đầu tiên là chúng ta sẽ flick ra cho nó lăn xuống dưới ngón giữa và ngón áp út như này. Sau đó Tritonic lên và finger pass xuống dưới, finger pass lên trên và finger pass xuống dưới. Sau đó Tritonic lên và đẩy nó qua ngón trỏ như này và tiếp tục finger pass thật nhanh xuống. Sau đó là thumb rail qua. Khi mà thumb rail qua thì chúng ta sẽ thumb rail extended, sẽ thumb rail extended qua luôn và thumb spin chụp lại, kết thúc cái linkage. Ok, và đó là cái linkage của ngày hôm nay. Thì qua cái video này, mình hy vọng là các bạn không nhiều thì ít, các bạn cũng sẽ học được một cái gì đó. Bạn nào nhiều thì có thể học được toàn bộ cái linkage này. Bạn nào mà học được ít thì có thể học được một vài những cái kỹ thuật ở trong cái linkage. Và ok, thì bây giờ nó đang là mùa dịch, cho nên là các bạn chú ý gìn sức khỏe và luôn đeo khẩu trang khi ra đường. Hồ Chí Minh thì bây giờ bắt đầu áp dụng chỉ thị 16, cho nên là các bạn nếu mà không có việc gì thì cố gắng ở nhà, các bạn đừng có đi đâu hết để mà tránh lây lan dịch. Và ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Nếu hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn.